Chắc anh vừa về tiếp tục một mẫu Innova 2.0 206 đời đầu luôn em. Đó, mẫu xe đã qua sử dụng nha, nói chung chạy qua mười mấy năm rồi, sơn si tắm qua nước sơn rồi. Đó, kể cả mình quay cái xe của mình chưa bao giờ mình khen cái xe của mình nha anh em. Đó, dư thế nào cũng vậy thôi anh em ạ. Đèn đuốc được cái sáng nè. Đó, sơn si thì tắm qua nước sơn nè, chạy qua thời gian 5 tháng thì máy móc có canh chỉnh, có làm máy rồi. Báo thẳng vậy. Chứ đời cũ mà đi gặp đâu mà cũng rin được. Bốn vỏ chủ nhà mới thay mới 80-85%. Mâm đúc nguyên bản của dòng hàng G. Gầm bọc đẹp rồi. Được cái gầm bọc không có mục ngọt. Còn sơn si thì tắm qua nước sơn nó phải đẹp rồi. Bốn vỏ mới nha anh em. Anh em coi đời 2006. Phần cua dè là không có tới mục ngọt. Ít tiền anh em mua về che nắng che mưa. Mẫu này hỗ trợ cho anh em góp từ 30-40 triệu. Hợp lý không? Chẳng anh đang bán với một mức giá là 180. Anh em mua chẳng anh có bớt cho anh em. Được cho anh em. Sạch sẽ liền lẹt nha anh em. Bản số 49 lúc nào gầm cũng đẹp hết á. Đây, treo hết toàn bộ. Dàn trần là dàn trần rin. Đó, ghế là chủ nhà bọc. Hai bên đinh bấm là không có đâm pha lỗi lầm. Nói chung máy móc về người ta làm máy. Được cái máy móc êm ái. Còn đời 2006 thì chỉ có như thế thôi, chứ không có đẹp xuất sắc đâu. Tại vì sao anh chị nghĩ đi, ta mua cái xe về đâu phải người ta chưng. Người ta mua cái xe về người ta chạy, người ta phục vụ gia đình. Thì chạy thời gian bắt buộc nó xuống máy thì phải làm. Đó là nguyên tắc của chừng anh từ xưa đến giờ không vậy. Được chưa anh em? Chạy 10 lít nha anh em. Em mà đi được 170 ngàn rồi. Cái đồng hồ này là hè đồng hồ rồi nha. Báo luôn, trang bị màn hình cam dê. Xe có sao nói vậy. Cái đồng hồ này không phải 170 ngàn. Nếu mà đồng hồ 170 ngàn là cái máy nó phải rin. Cho nên anh em đừng có nhìn vào đồng hồ. Có nhiều anh em mua xe cũ, anh em hay hỏi chừng anh đồng hồ bao nhiêu ngàn rồi. Bao nhiêu ngàn là chỉ dành cho những cái xe lướt. Rồi anh em hỏi như vậy, ok. Còn một cái xe cũ á, anh em đừng hỏi, tại vì anh em hỏi người ta cũng là hạ đồng hồ lâu rồi. Mình cứ báo thẳng vậy đi. Đăng kiểm tháng 2/2025. Mẫu này vẫn đăng kiểm 1 năm cho anh em đầy đủ tính năng nha. Đây là cục máy nè. Thứ nhất nè, thay đường co nướng nè, những gì thay nói luôn nè. Cái thứ hai, mặt nắp cam cò có mở nè. Thay hệ thống cảm biến kem nha cô chú anh chị. Thay hệ thống cảm biến kem. Thay hệ thống đường bơm nước. Đó, thay cái gì thì mình nói thẳng luôn. Mình coi thay cái gì mình nói nha. Thay 4 cái bếp full. Được chưa? Máy có làm, báo luôn. 1, 2, 3, 4, 4 máy. Xài toàn bộ hệ thống bếp full nha. Đây là hệ thống bướm ga nè. Bướm ga có nhận cảm biến từ chân ga nè. Khi anh chị đạp đủ vòng tua, nó sẽ nhận cảm biến từ hệ thống bướm ga nè. Đó, trực tiếp cho anh em nha anh em nha. Và đây là hệ thống Moe. Mẫu này xài thì chúng ta sẽ có là gió nè, xăng nè và lửa nè. Đó, nó có ba cái yếu tố đó, gió, xăng, lửa thôi. Đây là hệ thống cảm biến gió. Cảm biến gió này đo đủ cái lượng gió để đẩy vào vùng đốt cho anh em. Và đồng thời dàn bếp full cung cấp vào vùng đốt, đốt sạch nhiên liệu và IC đánh lửa đây. Đấy. Đây là hồi xăng. Bên đây chúng ta sẽ có hệ thống ABS hai bên lường. Nó đời 2006 thì nói chung đẹp thì chả đẹp, nói thẳng vậy đi. Cái xe mình bán ra mình đâu phải nói dối bà con được. Riêng tính chân anh là không có thích nói dối. Nắp capo là nguyên si hết. Đi dập nắp capo cỡ 10 phân là báo luôn. Đó. Hợp lý chưa? 180 bước 5 còn 1,5 luôn, cho góp 30-40 triệu luôn. Chơi thoải mái với anh em. Cho nên là mua về thôi. Đó, mình cũng đã báo rất là chi tiết mẫu xe rồi, xe có sao tình trạng như thế nào rồi, báo thẳng nha. Anh chị thấy nguyên cái xe chừng anh bán chưa bây giờ chừng anh khen. Đó, chiếc nào đẹp thì mình nói đẹp, chiếc nào không đẹp thì mình nói không đẹp. Chứ không phải là xấu cứ khen đẹp. Nè anh em. Này số có làm rồi anh em nha. Báo luôn. Đó, chạy nhiều thì làm thôi. Vậy gió nhanh. Được chưa nè, số có tháo nè. Mặt phần keo, keo của phần phớt số tháo nè. Đó. Cái đuôi á, cái đuôi lép của cầu sau á, đây nè. Anh em thấy chưa? Keo nè. Đó, báo thẳng nha. Rồi vậy thôi, xe ít tiền thôi. Đó, quan tâm mẫu này thì anh em alo cho Trần Anh Ô Tô. Báo thẳng báo chuẩn đừng buồn nha. Đó, tính đức tính của Trần Anh là vậy. Mình cứ người thật việc thật đi. Ok,
Chào anh em nha, anh em nào quan tâm kênh của Trần Anh thì đăng ký kênh ủng hộ like share cho Trần Anh Ô Tô nha. Một kênh bán hàng luôn luôn mang lại cho anh em có một cái sự an tâm tuyệt đối, và cái thứ hai là uy tín 100% luôn, chứ đừng nói là 90%. Được chưa anh em? Innova về nhiều lắm. Về 7-8 con chuẩn bị review tiếp hay một mẫu Innova này nữa cho anh em cùng trải nghiệm nè.